Miệt thứ check-in, ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy, 15 tháng 8 năm 2021. Trong video ngày hôm nay, ở phần cuối, Miệt thứ sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một ca khúc nhạc chế đang gây sốt trên mạng xã hội TikTok. Đó là ca khúc Rồi Tới Luôn, bạn giãn cách. À, cũng sẽ check-in huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Những ngày giãn cách, bà con nơi đây đã làm gì? Còn bây giờ là những thông tin bà con cần biết mà Miệt thứ đã cập nhật được trong ngày hôm nay tại tỉnh Kiên Giang. Trước tiên là thông tin cập nhật từ Bộ Y tế tối ngày 15 tháng 8 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 15 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 9.574 ca ghi nhận trong nước. Tại tỉnh Kiên Giang, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày hôm nay là 19 ca. Và theo thông tin cập nhật từ Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận số ca mắc mới là 26 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 đến ngày hôm nay là lên 514 ca. Trong đó, huyện Vĩnh Thuận có 95 ca, tăng 3 ca, thành phố Rạch Giá 54 ca, tăng 7 ca, huyện Châu Thành có 110 ca, tăng 16 ca. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là tại trung tâm thành phố Rạch Giá được Miệt thứ ghi nhận vào chiều ngày hôm nay 15 tháng 8. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Rạch Giá quyết tâm đẩy mạnh bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, bịt kín mọi khe hở, không để dịch có cơ hội lây lan tại thành phố. Ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Trung Trực giao với Nguyễn An Ninh, khu vực ranh giới giữa hai phường Vĩnh Bảo và Vĩnh Lạc, gần với ổ dịch tại hẻm 342 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc tại chợ Bắc Sơn. Trong sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã dựng hàng rào cứng, thiết lập vùng xanh cho khu vực phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Và với tình hình dịch bệnh COVID-19 như ngày gần đây tại địa bàn tỉnh Kiên Giang đã diễn biến hết sức phức tạp. Chiều ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ra quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn tỉnh Kiên Giang trong vòng 10 ngày từ 0 giờ 0 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021 theo đúng nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, kiên quyết không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn địa phương khác. Trong quyết định cũng nêu rõ, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện đảm bảo chặt chẽ thực chất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc chặt ngoài lỏng trong, bảo vệ được thật chắc các vùng xanh, cô lập được các vùng đỏ ở phạm vi hẹp nhất và phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8 năm 2021. Chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, phát hiện xử lý ngay người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa phương khác theo quy định mà không khai báo. Và như vậy, tất cả chúng ta, những người dân Miệt thứ sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 một cách nghiêm chỉnh theo tinh thần ai ở đâu thì ở đấy trong vòng 10 ngày tới. Chia sẻ với Miệt thứ, bạn Khu Lâm Hữu Hiệp đã nói: em chuẩn bị tinh thần rồi, 15 hay là 16 thì cũng ở nhà một tháng này, cũng quen rồi, hạn chế ra đường thì an toàn, chứ gì mà lo. Bạn Lâm Biện thì cho biết, ở nhà một tháng quen rồi, giờ thêm một tháng nữa thì cũng có sao đâu, ăn ngủ cho nó mau mập. Chị Nguyễn Kiều cũng đồng tình với quyết định và nói, khi nào an toàn thì đi cũng không có muộn. Và cũng trong chiều ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cũng ra thông báo đề nghị thủ trưởng các cơ quan địa vị ban ngành cấp huyện và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 16 trong 10 ngày tới. Và để thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ thị số 16 trong 10 ngày tới, Miệt thứ lưu ý bà con một số điều như sau. Bà con sẽ vẫn đi chợ, đi mua nhu yếu phẩm theo thông tin ghi rõ trên phiếu đi chợ, ngày chặn và ngày lẻ. Với những khu vực gắn biển báo vùng xanh, vùng an toàn không có dịch, bà con cần lưu ý những điểm sau đây.
người bên ngoài không được tự ý vào bên trong vùng xanh. Người bên trong không được tự ý ra bên ngoài vùng xanh. Người ra vào phải xuất trình giấy tờ. Đề nghị mọi người thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Mỗi cá nhân phải có ý thức tự bảo vệ mình, gia đình, bảo vệ vùng xanh và cộng đồng. Người từ vùng dịch về địa phương phải cách ly tập trung. Với những bà con có hoạt động sản xuất, công việc cần phải ra khỏi nơi cư trú, bà con vui lòng đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn để trình báo và đề nghị cấp giấy đi đường. Và Miệt thử tin rằng khi tất cả chúng ta cùng đứng về một phía, cùng đồng lòng góp sức với các cấp ban ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống vốn dĩ rất bình yên và thoải mái như những ngày chưa giãn cách. Ở phần tiếp theo, Miệt thử xin mời bà con hãy lắng nghe một tâm sự rất đời, rất thật từ anh Trà Hậu, một người con tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nhắn nhủ đến tất cả bà con, những người con miền Tây đang làm việc ngoài tỉnh chưa kịp về quê tránh dịch. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sống không gian. Ôi chào tất cả các bạn, các anh em chiến hữu, những người cùng khổ, những người lao động xa. Tôi cũng như giống như các bạn đấy, bao nhiêu năm nay hết khu công nghiệp này đến khu công nghiệp kia, hết công ty này đến công ty nọ. Có điều hôm nay tôi trở về quê trước mùa, trước đợt dịch lớn này. Bây giờ ngồi đây nhìn dòng sông, thì chắc nhìn dòng sông này những anh em 7 thập niên, 7X, 8X hoặc 9X đời đầu thì mới cảm nhận được hết. Ngày xưa vào những năm 90 hoặc là 2000 lỗ về trước, thì tất cả đồng bằng sông Cửu Long này 13 tỉnh, mọi sinh hoạt đều ở dòng sông này. Tắm rửa giặt giũ ăn uống đều ở dòng sông này. Cứ mỗi buổi chiều, ngày trước thì nhà nào cũng phụ nữ hay là con gái đông, chiều xuống đầu cầu 2-3 người, 5-3 người, bên đây sông bên kia sông, nói đùa giỡn với nhau, tắm rửa, nó vui lắm. Bây giờ trước tình hình Covid gì đó, mình ở quê á thì nó khỏe, xé cái chài xuống sông giải cứu mấy con cá và mấy đọt cao mú như vậy, chúng ta cũng có được cái nồi canh đó, chúng ta cũng đỡ được phần nào. Nó khổ rồi, các anh chị ở các khu công nghiệp lớn thành phố ở trọ, đóng tiền trọ từng tháng, mua miếng ăn từng ngày, rồi lại hoang mang với tư tưởng mình có bị nhiễm Covid hay không, nếu nhiễm mình có chữa trị khỏi hay không, nếu chữa trị không khỏi rồi mình ra sao, mình rồi nghĩ tới con mình, nếu mình lỡ có bà gì, ai nuôi, ai lo con mình. Rất nhiều suy nghĩ, nó hoang mang, nó bi lụy trong đầu của chúng ta. Cho nên tất cả các bạn hãy yên tâm, hãy cố gắng lên, làm đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, từ diệt khuẩn, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Đấy. Chúng ta cũng phải cố gắng. Chúng ta, tất cả chúng ta có tồn tại hay không thì chúng ta cũng đều là những kẻ nô lệ của trần gian này, có khác nhau là ở chỗ sinh ra và sinh hoạt của cuộc sống chúng ta khác nhau. Các bạn cứ tự tin lên, rồi tôi tin chắc rằng á, Việt Nam chúng ta lại tiếp tục đánh bại Covid thêm một lần nữa, rồi các bạn sẽ trở lại cuộc sống đời thường bình yên. Rồi mỗi dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, mỗi dịp Tết thì từng đoàn xe của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An lại đổ về đầy ngập những tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 30, N1, N2. Rồi các bạn sẽ được trở về quê hương cũng như các bạn từng trở về mỗi năm. Rồi các bạn sẽ được gặp người thân, sum họp bên gia đình các bạn nhé. Và phần cuối của video ngày hôm nay, như đã hứa, sẽ là một ca khúc nhạc dễ vui nhộn được sáng tác trên nền nhạc ca khúc Đám Cưới Miền Tây Rồi Tới Luôn của anh chàng ca sĩ quê Đồng Tháp sinh năm 1997, Gen Z, Hồ Phinat. Và phiên bản nhạc chế này như một lời tâm sự, một lời tâm tình hài hước trong những ngày giãn cách do Bông Tím, tài khoản TikTok, thể hiện. Đi lên quanh trong phòng rồi mình đi ra ngoài trước hiên. Đi vô trong nhà giời tay mình lấy cái phone. Đi ra đi vô rồi lại đi vô đi ra. Thôi coi như đi ra đi vô cho hết thời gian, chứ biết làm sao chứ sao. Em ơi nhà em đặt đồ ăn muốn bắt tủ lạnh. Rau thịt dừa cà bí ngô bơ xoài trứng cá. Tương hết cái dịch này em sẽ xuống cơm. Vậy mà giờ làm gì có thêm. Ngày hết giãn cách bao công nặng em vẫn còn nguyên.
còn mỗi cái thân em làm sao xuống.